Svaya, chào mừng bạn đến với yoga cơ bản cùng Nguyễn Hiếu. Và bài tập tiếp tục của ngày hôm nay thì Nguyễn Hiếu sẽ tiếp tục hướng dẫn những động tác để gia tăng sức mạnh cho cơ bắp và các khớp xương của chúng ta, và hướng dẫn chúng ta cách thở để giúp chúng ta đưa năng lượng vào trong cơ thể được nhiều hơn và tăng cái sự lưu thông của khí huyết, giúp cho da dẻ của chúng ta hồng hào và tinh thần của chúng ta sảng khoái hơn các bạn nhé. Và chúng ta chuẩn bị với bài tập của ngày hôm nay. Bạn hãy ngồi ở tư thế kim cương, chúng ta ngồi xuống dưới thẳng. Tư thế kim cương, chúng ta ngồi lên gót chân, như thế này gọi là tư thế kim cương. Tư thế này cũng sẽ giúp cho chúng ta gia tăng cái sự hoạt động của các cơ quan nội tạng rất là tốt, để cho tăng cái nhu động ruột và giúp cơ thể chúng ta hấp thụ được nguồn dinh dưỡng và nguồn năng lượng thiết yếu cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nè, hai tay đặt trên đầu gối, đặt trên cái phần đùi của chúng ta, và từ từ chúng ta trượt dài người về phía trước này, tay đặt trên phần đùi của chúng ta, trượt dài dài, vươn dài tay, bụng chúng ta ép gần cái đùi của mình nhé. Vươn dài tay về phía trước, vươn dài tay về phía trước và ngẩng mặt lên, cánh tay được kéo dài. Như vậy chúng ta cũng đã làm mềm lại và kéo giãn cho cái phần dây chằng của các khớp tay của chúng ta, làm khỏe vùng khớp. Hít vào, trượt dài người về phía trước, trượt dài người về phía trước, ép cái phần đùi của chúng ta xuống thế, sau đó chống thẳng cánh tay, mắt đầu gối nhìn thẳng. Tiếp tục thở ra, chúng ta lại lùi mông ra sau, thật chậm rãi nhé, bạn tập thật chậm rãi, lùi mông ra sau, mông ngồi và gót chân kéo dài, bước dài tay và ngẩng mặt. Hai, hít vào, tiếp tục đẩy người về phía trước, thẳng cánh tay và hạ đùi xuống, lưng của chúng ta được uốn cong và mắt đầu cổ thẳng, ngực đẩy thẳng phía trước. Thở ra, lại lùi mông ra sau, vươn dài tay về phía trước, tay vẫn giữ khoảng cách, tay thì nó vẫn giữ và sẽ thấy cảm giác là tay của chúng ta dài hơn. Hít vào, hạ đùi xuống, ngẩng mặt lên và thở ra, lùi mông ra sau. Nhịp cuối cùng, hít vào, chúng ta đẩy người về phía trước, hít thở đều 5 giây, chống thẳng cánh tay lên và vươn dài cổ lên, ngực đẩy thẳng. 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ thở ra, lùi mông ra sau, vươn dài cái cổ của phía trước, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Nhẹ nhàng, sau đó chúng ta nhấc cơ thể lên, tay đùi về phía dưới một chút, điều chỉnh làm sao mà cổ tay và vai chúng ta sẽ thẳng hàng với nhau. Đến chân là mở rộng đầu gối của chúng ta bằng hai vai và chống mũi chân lên. Chúng ta tiếp tục với tư thế con mèo để gia tăng cái sự dẻo dai và tăng cái sự đàn hồi cho xương sống của chúng ta, giúp cho cuộc sống của chúng ta được dẻo dai và phòng các chứng bệnh về cuộc sống, làm giảm đau cho cơ thể. Chúng ta bắt đầu nào, hít vào, bạn võng cái lưng xuống và lưu ý cánh tay vẫn giữ thẳng nhé, chúng ta chỉ cử động vùng cột sống thôi. Thở ra, hóp chặt bụng, siết chặt bụng vào, kéo cao lưng vai lên và cúi đầu xuống kẹp giữa hai tay. Hai, hít vào, võng lưng xuống và ngẩng mặt lên, thở ra, hóp chặt bụng lại và kéo lưng cao lên, cúi đầu xuống, hít vào thật sâu, võng lưng xuống, ngẩng mặt lên, thở ra, hóp siết chặt bụng lại, lưng cong cao lên, cúi đầu xuống. Hai nhịp nữa, hít vào thật sâu, võng lưng và ngẩng mặt lên, thở ra, hóp siết chặt bụng lại, cong lưng lên, cúi đầu xuống và thở hết. Và nhẹ nhàng hít, đưa cơ thể về trung tâm, từ từ khép hai đầu gối lại, vươn dài tay về phía trước và thả mềm trán xuống, điều hòa hơi thở. Hít vào, thở ra, hít vào thật sâu và thở ra.
thật chậm, nhẹ nhàng hít vào, cong lưng và cuộn từng đốt sống lên, đầu lên sau cùng nâng thẳng cơ thể lên điều hòa hơi thở. Sau đó, bạn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi này, và chúng ta sẽ tiếp tục mạnh cho xương sống để tác động tới tuyến thận và điều chỉnh lượng đường phù hợp với cơ thể của chúng ta. Mông vẫn ngồi lên gót chân. Bạn hít vào và dang hai tay sang ngang với vai. Sau đó thở vặn mình sang bên phải, tay trái đặt lên trên đùi của bên phải, tay phải nắm lấy gót chân của bên trái. Mở vai ra sau, mắt nhìn qua phải. Hít đưa cơ thể về giữa, thở ra, vặn sang bên trái, hít vào, đưa cơ thể về giữa, thở từ từ, vặn sang bên phải, hít cơ thể về giữa, thở ra, chúng ta vặn sang trái, vòng cuối, hít cơ thể về giữa, thở vặn sang phải, hít thở đều 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít cơ thể về giữa, thở vặn sang trái, mắt nhìn qua vai trái, hít thở đều 5, 4, 3, 2 và 1, hít đưa tay và cơ thể về vị trí ban đầu, thở ra hạ tay xuống và thả lỏng tay và vai, tay đặt trên đầu gối, chúng ta xoay vai ra sau 1, 2, 3, 4, 5, xoay ngược lại 5, 4, 3, 2 và 1, nâng thẳng cơ thể lên, từ từ hạ mông sang bên trái, chân trái giữ và chúng ta duỗi thẳng chân phải ra để bàn chân trái úp vào lòng đùi trong của chân phải. Kéo thẳng căng chân phải ra hướng móm vào trong cơ thể, lưng giữ thẳng, hít vào, vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, cánh tay thẳng sau tay, thở ra, vươn dài người về phía trước, nắm lấy các ngón chân, đầu cổ mắt nhìn thẳng, hai, hít vào, vươn tay lên, thở ra, tiếp tục vươn dài người về phía trước, nắm lấy ngón chân, ba, hít vào, thở ra, bốn, hít, vươn tay lên, đẩy căng ngực, thở ra, gập người về phía trước, nhịp cuối, hít vào, vươn tay lên và thở ra, gập người xuống, ôm lấy bàn chân, thở hết và từ từ kéo trán sát dần về phía chân nếu tới. Hít thở đều 5 giây, 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, nâng hai tay lên và thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng, chúng ta đổi bên nào. Duỗi chân trái và co chân phải úp vào lòng bàn chân của bên trái, kéo căng gót chân và hướng ngón vào trong cơ thể, hít, vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, cánh tay thẳng sau tai, thở ra, gập người về phía trước, nắm lấy các ngón chân, mắt đầu cổ nhìn thẳng, hai, hít vào, tay vươn lên, tiếp tục thở ra, bạn kéo dài lưng nhé và gập người xuống, ba, hít vươn tay lên, thở ra, tiếp tục gập xuống, hít vào, tay vươn căng lên, đẩy thẳng ngực, thở ra, gập cơ thể xuống, sát chân nữa nào, nhịp cuối cùng, hít vào, thở ra, gập người, ôm lấy chân và từ từ kéo trán chạm sát về phía chân của chúng ta. Bạn giữ ở đấy, hít thở đều 5 giây nào. 5, 4, 3, 2 và 1, hít vào, vươn hai tay lên và thở
ra, hạ tay xuống và thả lỏng rất tốt. Và bạn cứ tập cái động tác này theo khả năng của mình. Nếu như mới đầu chúng ta chưa ép được xuống thì dần dần chúng ta cứ kéo dài và chúng ta tập đều mỗi ngày thì chúng ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi và sự mềm dẻo của cơ thể của chúng ta rõ rệt và chuyển biến từng ngày đấy bạn ạ. Chúng ta tiếp tục với tư thế thứ hai, tác động tới phần khớp háng của chúng ta. Với động tác này sẽ làm giải tỏa mọi căng thẳng ở vùng thắt lưng và vùng hông và phòng tránh bệnh đau lưng và phòng tránh cái chứng bệnh của chúng ta là tê bại hông hoặc là đau dây thần kinh tọa. Nó sẽ giúp cho cái phần xương sống và toàn bộ cái phần cơ khớp ở đây được giải phóng hoàn toàn. Chúng ta hạ khuỷu tay xuống. Hạ khuỷu tay xuống. Đó, co hai chân lên. Co hai chân. Bạn mở đầu gối sang hai bên. Hai bàn chân hướng vào nhau. Xoay cổ chân là 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó xoay ngược lại 5, 4, 3, 2 và 1. Bạn thấy thế nào? Rất dễ tập đúng không? Và chúng ta tiếp tục nào. Trụm hai bàn chân lại. Bạn quan sát hai bàn chân trụm lại. Hít vào thật sâu. Thở ra, chúng ta mở hai chân sang hai bên, thả lỏng khớp háng và mở. Sau đó hít vào, lại trụm chân lại. Thở ra, mở sang hai bên, thả lỏng khớp háng ra. Hít vào, trụm chân lại. Thở, tiếp tục mở sang hai bên, thả lỏng khớp. Hít, tiếp tục trụm chân lại. Thở ra, từ từ mở bung sang hai bên. Hít vào, thở ra, nhịp cuối cùng hít trụm chân lại và thở, mở bung chân sang hai bên, thả lỏng cơ háng, kéo ngón xuống, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ chúng ta trụm chân lại và khép hai chân lại với nhau, sau đó duỗi thẳng hai chân ra và từ từ chúng ta nằm xuống nào. Chúng ta nằm xuống. Thế, hai gót chân kéo sát về phía mông, chân thẳng, đầu gối thẳng, lưng chạm sát sàn và tay chúng ta xuôi theo thân, cằm gập sát về phía ức. Tiếp tục tư thế cây cầu, tư thế này sẽ giúp tăng năng lượng và tăng cái sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta, phòng tránh và miễn nhiễm mọi bệnh tật. Hít vào, từ từ nâng hông lên, nâng hông, đẩy căng hông. Cằm của chúng ta gập sát về phía cổ và vai vẫn giữ trên sàn nhé. Thở ra, hạ hông xuống. Bạn giữ đầu cổ thẳng và tập lắng nghe. Hít vào, nâng hông lên. Thở ra, hạ xuống. Hai, hít nâng hông lên, đẩy cao lên. Thở ra, từ từ hạ xuống. Hít vào, nâng hông lên, đẩy cao nữa lên. Thở ra, hạ hông xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng hông lên, đẩy cao lên. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, hạ hông xuống. Co gập chân sát ngực, tay ôm vòng quanh chân, lắc lư sang hai bên, thả lỏng cho xương sống của chúng ta. Thả lỏng và lắc lư, hít thở đều. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Sau đó chúng ta duỗi hai chân ra, duỗi hai chân tiếp tục nào. Chúng ta nạp năng lượng cho cơ thể, tay phải đặt lên bụng, tay trái đặt lên ngực. Với bài tập thở này cũng giúp cho các bạn cân bằng được cái huyết áp của cơ thể và tăng cái sự lưu thông khí huyết và làm giúp cho da dẻ của chúng ta sáng dần hơn mỗi ngày. Hít vào, bụng phình lên, căng tròn bụng lên. Thở ra, xẹp xiết bụng này. Hít vào thật sâu, bụng phình căng lên. Thở ra, từ từ xẹp xuống. Hít vào, thở ra. Hít bụng phình lên. Thở ra,
xẹp bụng lại. Hít vào, thở ra, thêm một nhịp nữa. Hít vào thật sâu, bụng phình lên, thở ra, từ từ xẹp xuống, xẹp sát xuống và thở hết. Tay xuôi theo thân, rửa lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Hít vào, thở ra, hít vào sâu, thở ra. Thả lỏng và cảm nhận sự thư giãn từ ngón chân lên tới đỉnh đầu. Cơ thể thật nhẹ nhàng và mềm mại. Hít vào, thở ra, khép chân lại. Hít vươn hai tay qua đầu, duỗi dài cho cơ thể. Thở ra, hạ tay xuống, nghiêng mình sang bên phải. Và từ từ nâng cơ thể, chúng ta ngồi dậy. Bạn cảm thấy thế nào? Bạn nhớ gửi những phản hồi, những ý kiến đóng góp và những cái cảm nhận của bạn qua mỗi bài tập cho Nguyễn Hiếu, để Nguyễn Hiếu có thể cải thiện và đưa ra những bài tập gần gũi và hữu ích hơn với bạn nhé. Và với bài tập của ngày 2 này thì bạn có thể kết hợp cùng với bài tập của ngày 1, bạn tập bài tập của ngày 1, sau đó tập tiếp theo bài tập của ngày 2 để gia tăng sự mềm dẻo và tăng cường thể chất cho chúng ta bạn nhé. Và chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Om Namaste.